301, Lý Tịch Nhan là lừa đảo à? 12, 12, 23, 2 v đất hoa tươi tăng thêm. 9 giờ tối 35. An Lương vào ở Hoàng Đình Holiday Tử Điếm, phổ thông hình Tử Điếm cấp 5 sao, kỳ thực thực sự phi thường phổ thông, ngoại trừ gian phòng diện tích lớn một điểm, nệm, trên giường đồ dùng hơi tốt một chút, cũng không có cùng tinh tuyển xích Tử Điếm kéo ra quá lớn khoảng cách. 288 hành chính trong phòng, An Lương thuận tay đem Louis Vuitton nhà Usaiden City số lượng 3 lô nhét vào trên ghế salon, hắn suy tính có phải hay không muốn tắm trước thời điểm liền thu đến lương tuyết phát tới tin tức người tốt an tiên sinh ta là lương tuyết chúng ta bên này đã quay chụp hoàn thành xin hỏi ngươi lãm xong vào ở sao an lương nhíu mày không phải nói muốn 10 giờ rưỡi tả hữu sao người đầu tư ưu đãi tiểu trợ lý không hiểu chuyện mới vừa làm vào ở các ngươi nhanh như vậy liền chụp xong an lương phản vấn lương tuyết lập tức lập tức trở lại tin tức ân ân vừa mới giải quyết định vị tin tức ta một vui tây cương đặc sắc thịt dê xỏ sâu nướng an tiên sinh chúng ta ở chỗ này ăn bữa khuya như thế nào đây chúng ta phía trước ở chỗ này ăn qua mùi vị phi thường tốt lương tuyết liên tiếp phát vài cái tin tức tốt ta đây lập tức lên đường đi an lương cũng tiện tay phát một cái vị trí tin tức lương tuyết hồi phục tin tức chúng ta đây hãy đi trước chờ các loại an tiên sinh ta và trợ lý kêu nửa bên trên triệu nguyệt có thể chứ toàn bộ là an lương đã gặp người rất có đúng mực không thành vấn đề. An Lương hồi phục tin tức. Hoàng Đình Holiday tử điếm cùng Ma Đô Lý Công Đại học chỉ có 3 cây số nhiều một chút khoảng cách, không đủ 10 phút, An Lương liền đã tới Lương Tuyết gửi đi định vị tin tức. Đi vào trong điếm, An Lương liếc mắt liền nhìn thấy Lương Tuyết, dù sao cũng là dung nhan trị cao tới 96 phân mỹ nữ, đơn giản là hạt giữa bầy gà được không? A một vui tây cương đặc sắc thịt dê sỏ sâu nướng trong điếm đều là dài bàn, tiểu trợ lý Russell phân cùng Triệu Nguyệt ngồi chung một chỗ, đem Lương Tuyết bên cạnh vị trí trống không. Bên này, Lương Tuyết cũng nhìn thấy An Lương. An Lương ngồi xuống Lương Tuyết bên người, hắn liếc một cái trên bàn u su, cái này Lương Tuyết lại nhẹ nhàng. Đoạt mệnh u su. Nếu không là may mắn một đời hệ thống trước giờ nói rõ võng kịch ước định của chúng ta có thể kiếm một ngàn vạn lợi nhuận, An Lương đều muốn hoài nghi Lương Tuyết có phải hay không nghĩ hoàn lại chuyện đầu tư. Rượu này đâu, chúng ta liền không uống, đơn thuần ăn chút bữa ăn khuya. An Lương chủ động nói rằng. Phốt. Sát vách bàn một cái ca môn trực tiếp phun ra rượu thật đúng là hạng hạng chết, lạo lạo chết. Sát vách bàn bốn nam nhân đâu? Mới vừa bọn họ một mực tại nhìn lén lương tuyết bên này, bọn họ vốn là đang suy đoán ba mỹ nữ có phải hay không đang đợi khuê mật, kết quả chờ được một cái cậu nam nhân liền tính, cậu nam nhân còn muốn biểu thị đơn thuần ăn bữa khuya. Thế giới này làm sao vậy? Lương tuyết nhãn thần cười chúng chín nhìn lấy an lương, chúng ta vốn chính là đơn thuần ăn bữa khuya. Đi đi đi, ngươi cay kê tử lượng, trong lòng ngươi không có số lượng sao? An lương không chút do dự trào phúng trở về xe phân vội vã cúi đầu, nàng đã phải nhẫn không ngưng cười ý. Hợp lại An Lương còn tưởng rằng Lương Tuyết tủ lượng sai đâu. Đơn thuần như vậy tốt nam nhân, yêu yêu. Sau một lát, thịt dê sỏ sâu nướng, đại thận, sườn non xương, kinh ngạc đùi dê dùng dập lên bàn, đám người vừa ăn vừa ôm. Lương Tuyết chủ động tiết lộ võng kịch tình huống, An Tiên Sinh, ngươi một lần này đầu tư phải có tốt hồi báo, một lần này diễn viên toàn bộ diễn kỹ tại tuyến, trên cơ bản không có lúng túng kịch tình. An Lương có thể không biết không phải chuyện kiếm tiền tình, An Lương có thể đầu tư. Được chưa? Xem ở Lương Tuyết Dung nhan trị 96 phân đánh giá, An Lương biểu thị có thể bỏ cho tư. Ai bảo An Lương chính là một người đàn ông tốt đâu. Đầu năm nay tốt như vậy nam nhân thực sự quá ít chứ. Một trận đơn thuần gia sử quyết đấu trà lạnh bữa ăn khuya có ở đây không đủ trong vòng một tiếng rưỡi kết thúc, An Lương thật sớm trở lại Hoàng Đình Holiday tử điếm nghỉ ngơi, dù sao ngày thứ hai còn hẹn Lý Tịch Nhan đâu. Lại nói tiếp An Lương đã hơn một tháng chưa từng thấy qua Lý Tịch Nhan, hắn có chút hoài niệm nghỉ hè thời điểm cùng Lý Tịch Nhan cùng nhau đi dạo phố cảm giác. Một đêm không nói gì. Nam nhân tốt không có khả năng thẻ nhỏ, nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi, lễ quốc khánh phía sau vài ngày đều là lưng tựa lưng liên tục chiến đấu, lương ca biểu thị nhất định phải đứng vững. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng. An Lương liền thật sớm tỉnh lại, hắn cho Lý Tịch Nhan gửi đi tin tức Tịch Nhan, chúng ta sáng sớm ăn chung bữa sáng sau. Không phải là, ta mang theo mụ mụ đi nhà ăn, chính ngươi ăn, bọn chúng ta một hồi cửa trường học hội hợp. Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Được chưa? Mẹ vợ uy vũ. Sáng sớm tiếp cận lúc 9 giờ, An Lương vừa cùng Lý Tịch Nhan ở uy chắc bên trên trò chuyện, một bên chạy tới phút đáng đại học cửa chính. Tịch Nhan, các ngươi đã tới chưa, ta lập tức phải đến rồi. An Lương gửi đi tin tức. Ân ân, chúng ta đã đến, chúng ta liền tại cửa chính, ngươi qua đây là có thể thấy. Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Cái này logic không tật xấu. Đường đường dung nhan trị cho điểm 96 phân đại mỹ nữ, chẳng lẽ không đúng quá khứ là có thể thấy. Không đủ 2 phút, An Lương đi tới phút đáng đại học cửa chính, sau đó hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, Lý Tịch Nhan cư nhiên đang lừa gạt hắn. Giống như, Lý Tịch Nhan đúng là lừa dối hắn. Bởi vì hắn thấy Lý Tịch Nhan một cái người đứng ở cửa trường học, nào có cái gì mẹ vợ. Lý Tịch Nhan ăn mặc phía trước An Lương đưa cho nàng ấy một cái màu xanh nhạt tuyết Đi ô dâu tầm ti quần dài, An Lương từ mặt bên nhìn qua, hắn phát hiện Lý Tịch Nhan thật là đẹp. An Lương thận trọng đi tới, hắn chuẩn bị cho Lý Tịch Nhan một bài học. Lại dám lừa hắn. An Lương từ Lý Tịch Nhan phía sau đi tới, sau đó trực tiếp ôm lấy Lý Tịch Nhan, hắn hừ hừ nói, hảo qua, Tịch Nhan, ngươi còn học xong lừa gạt. Lừa gạt. Chờ, các loại. Cái này xúc cảm không đúng. Ngoạ tàu. Chương 302, Nguyên Lai like là a di a một mười cầu hoa tư duyệt phúc đáng đại học cửa chính an lương ở phát hiện tình huống thời điểm không đúng quả quyết buông tay trước lui về phía sau mấy bước lại nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Lần này chính diện nhìn đối phương thời điểm, An Lương cuối cùng là phát hiện vấn đề. Tuy là người trước mắt này giống vô cùng Lý Tịch Nhan, đặc biệt là từ mặt bên nhìn thời điểm, hầu như cùng Lý Tịch Nhan giống nhau như đúc, lại tăng thêm nàng mặt lấy phía trước An Lương đưa cho Lý Tịch Nhan cùng khoảng trích sen. Đi ô dâu tầm ti quần dài, An Lương tự nhiên nhận lầm người. Sở dĩ cái này nhân loại chắc là Lý Tịch Nhan mụ mụ. Cái này. Xin hỏi, lần đầu gặp mặt đem mẹ vợ nhận thức thành nữ bằng hữu, phải làm gì? online chờ phi thường gấp nếu như an lương thực sự đang ép tử ban bố vấn đề như vậy cũng có thể đạt được đáp án chứ dù sao đám bạn trên mạng như vậy ưu tú khái khái không có ý tứ ta an lương chưa nói còn liền bị lưu linh cắt đứt tịch nhan đã trở về lưu linh thấp nói rằng mẹ lý tịch nhan tiểu chạy tới nàng cầm hai chai nước suối đem bên trong một chai đưa cho lưu linh một chai khác tiện tay đưa cho an lương ngươi ngươi tới vào lúc nào Lý Tịch Nhan nhìn về phía An Lương hỏi. Lưu Linh cũng nhìn về phía An Lương, nàng khẽ lắc đầu một cái, ý bảo mới vừa cái kia một việc lật thiên, coi như chưa từng xảy ra. An Lương tự nhiên đọc hiểu Lưu Linh ý tứ, loại này chuyện lúng túng, hắn cũng không muốn nói ra, hắn cười đáp lại nói, vừa mới đến. Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy A Di, A Di thoạt nhìn lên thật trẻ trung. Giảng đạo lý, Lưu Linh không hổ là Lý Tịch Nhan mụ mụ, Lý Tịch Nhan dung nhan trị cao tới 96 điểm, Lưu Linh dung nhan trị tự nhiên không kém, đồng thời người này là ma quỷ chứ. Bởi vì tuế nguyệt ở trên người nàng dấu vết lưu lại thực sự ít vô cùng. Lưu Linh Thoạt nhìn lên vô cùng trẻ tuổi, nếu như chỉ nhìn bối ảnh, trực tiếp dung nhập sân trường đại học cũng không có vấn đề chứ. Bằng không lương ca làm sao sẽ nhận sai. Lý tịch nhan liếc một cái an lương, ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Đương nhiên. An lương đáp lại. Vậy đi thôi, ta mang ngươi cùng ta mụ ở trong sân trường mặc đi một chút, chúng ta phút đáng phong cảnh còn có thể, buổi trưa, chúng ta liền đi món cây tứ xuyên nhà ăn. Lý Tịch Nhan an bài. Tốt. An Lương bằng lòng. Lưu Linh cũng gật đầu bằng lòng. Lý Tịch Nhan khoác lên Lưu Linh cánh tay, nàng chào hỏi An Lương, ba người cùng nhau đi ở sân trường bên trong. An Lương ám xoa xoa liếc mắt một cái tay nắm tay Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan, hai người thoạt nhìn lên chính là tỷ muội được không? Dù cho từ chính diện xem Lưu Linh, ở phút đáng đại học như vậy còn hoàn cảnh mặt, cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng là không phải ở lại trường nghiên cứu sinh. An Lương lạc hậu non nửa bước, Hắn yên lặng sử dụng may mắn một đời hệ thống nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra lý tịch nhan mụ mụ tin tức. Lưu Linh Tuổi tác, 38 Thân cao, 166cm Thể trọng, 49kg Dung nhan trị, 92 Vóc người, 94 Đặc thù, 78 k 16 Hảo cảm, 60 Di An lương mới vừa lấy được Lưu Linh tin tức, liền phát hiện đối ứng điểm mù dung nhan trị phương diện không có vấn đề, Lý Tịch Nhan 96 phân, mẹ của nàng cao tới 92 phân, xác thực không có gì mau bệnh. Lưu Linh bây giờ vóc người, hoặc nhìn lên cùng Lý Tịch Nhan cũng không có phân biệt, hai người đều là 94 phân cho điểm, bằng không an lương có thể nhận sai. Nhưng đặc thù cho điểm có vấn đề A. Bên trên một cái ủng có loại này đặc thù chấm điểm là Vân Hy Nguyệt, nàng nhưng là quá trạng thái, chẳng lẽ là Lý Tịch Nhan cũng không có ba ba. Không quá có thể A. Nhưng đây là người ta việc tư, An Lương không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, hắn biểu thị chính mình quá khó khăn, cái này thấy mẹ vợ bắt đầu, đơn giản là địa ngục độ khó chứ. Bất quá từ độ hảo cảm đến xem, còn giống như có khoan nhượng. Chí ít không có bắt đầu chính là số âm giai đoạn chán ghét cấp. Ba người du lãm lấy phút đáng đại học, chủ yếu là Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh ở nhỏ giọng vừa nói chuyện, thường thường phát sinh vui sướng tiếng cười, An Lương trên cơ bản thành thành thật thật đi theo một bên. Lương ca quá khó khăn. Ai bảo hắn không quản được tay đâu. Đầu tháng 10 Ma Đô đã cởi ra nóng bức, không có thịnh khánh cái loại này nắng gắt cuối thu dư uy, Lý Tịch Nhan mang theo hai người tham quan lấy phúc đáng đại học, bao quát từng cái giáo học lâu, đồ thư quán, còn có ký túc xá, cùng với sân vận động cùng sân vận động. Trên sân vận động, ba người đi từ từ, một gã nữ sinh đã đi tới, nàng chủ động cùng Lý Tịch Nhan chào hỏi, Tịch Nhan. Vũ Tình. Lý Tịch Nhan đáp lại. Cái này là ngươi tỷ tỷ sao? Cùng ngươi thật giống như A. À? Quách Vũ Tình thuận miệng nói rằng. Lý Tịch Nhan cười đáp lại, đây là mẹ ta mụ. Hoa. A di mạnh khỏe tuổi trẻ thật xinh đẹp. Quách Vũ Tình thở dài nói. Lưu Linh trong mắt mỉm cười, nào có nữ nhân không thích được khen trẻ tuổi xinh đẹp. Đặc biệt là hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi nữ nhân, cái này một cái giai đoạn nữ nhân đối với tuổi tác coi trọng nhất. Ngươi tốt, đồng học, ngươi cũng rất đẹp. Lưu Linh khách khí đáp lại. A di mạnh khỏe, ta gọi Quách Vũ Tình, ta và Tịch Nhan là bạn cùng phòng. Quách Vũ Tình nhiệt tình hào phóng nói song phương tán gẫu một hồi phân biệt lý tịch nhan nhìn một chút điện thoại di động nàng nhắc nhở chúng ta đi trước nhà ăn a à, món cây tứ xuyên nhà ăn có thể được hoan nghênh nếu như đi chậm khả năng liền không có vị trí lưu linh lần đầu tiên chủ động hỏi an lương ý kiến an lương đồng học cảm thấy có thể chứ an lương có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh đương nhiên không thành vấn đề sở dĩ mẹ vợ cửa thứ nhất xem như là qua chương 303, lương ca đi công tác ta không tin hai mười cầu hoa tư duyệt phúc đáng đại học món cây tứ xuyên nhà ăn. Lý Tịch Nhan chào hỏi An Lương cùng đi bưng thức ăn, Lưu Linh chiếm vị trí. Đúng rồi, ngươi cũng thấy lạc, ta đem ngươi đưa cho váy của ta cho mụ mụ, ngươi có tức giận không? Lý Tịch Nhan hỏi thăm. An Lương rất muốn nói hắn rất tức giận. Cái này CMN không phải bảy người sao. Mới vừa tình huống thật sự có độc. May mà mẹ vợ khai sáng, độ hảo cảm còn duy trì ở 60 điểm tuyến hợp lệ, không có trực tiếp liền rơi đến số âm phạm vi chán ghét cấp bậc. Cái này có cái gì tức giận? An Lương cố ý hừ hừ nói, ta là sinh khí, mụ mụ ngươi làm sao đột nhiên tới. Ở Lý Tịch Nhan đáp lại phía trước, An Lương tiếp tục nói, cái này không phải cố ý làm ta tâm tính. Hành! Lý Tịch Nhan yêu kiều trên một tiếng, nàng liếc một cái An Lương, mụ mụ nói sợ ngươi có tâm tư xấu. An Lương có cái gì tâm tư xấu? Nam nhân tốt tìm hiểu một chút. Đang không có ức vạn tử tôn không về kỳ dưới tình huống, An Lương là chính tông trồng hoa con ba ba tinh, tuyệt đối không có khả năng sinh ra tâm tư xấu. Ta giống như loại người như vậy. An Lương nghiêm trang hỏi. Không quá giống đâu. Lý Tịch Nhan đáp lại. Này mới đúng mà. An Lương hài lòng cười rồi. Nhưng mà sau một khắc Lý Tịch Nhan liền bổ nhất đao, ngươi đã thoát khỏi, có giống hay không phạm trù, sở dĩ dùng có giống hay không tới đáp không thích hợp, ngươi là tiếng nhập, có phải hay không, tình huống, nếu như ngươi muốn hỏi có phải hay không, đáp án của ta tất nhiên là khẳng định. Ngươi đối với ta có hiểu lầm. An Lương biện giải. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta học ngoại ngữ? Lý Tịch Nhan nói An Lương hàng ngày phát nàng ngạnh. Hai người bọn họ thường thường ở uy chát bên trên gửi đi anh ngữ nói chuyện phím nội dung, do đó học tập đúc luyện anh ngữ, sở dĩ An Lương thường thường treo đùa Lý Tịch Nhan, hôm nào ước một cái thực tế học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ ngạnh, Lý Tịch Nhan biết đến. Cái này Lý Tịch Nhan có điểm lớn lối. Sở dĩ là mẹ của nàng ở đây, liền cảm giác An Lương vô kế khả thi, đúng không? Được chưa, được chưa, An Lương là vô kế khả thi nhịp điệu. Đúng rồi, mẹ ngươi một cái người tới. An Lương tò mò hỏi, hắn chung quy hiếu kỳ lưu linh đặc thù cho điểm. Loại tình huống đó đặc thù cho điểm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tịch Nhan gật đầu, từng, ta mẹ một cái người tới. Ba ngươi không nghĩ? An Lương làm bộ tùy ý hỏi, nếu như ba ngươi cũng tới, ta chờ một chút buổi chiều liền chạy, không chịu nổi, lạnh run. Làm An Lương nhắc tới ba ba nàng thời điểm, Lý Tịch Nhan chân mày cau lại, ta ba xuất hiện ở sai, hắn cũng không đến. An Lương ngoài mặt tùng một khẩu khí quan tâm trung âm thầm nổi lên nghi ngờ. Đi công tác. Kỳ quái. Nếu như chỉ là đi công tác, vì sao đặc thù phân ra hiện đánh giá như vậy? Tính một chút, tiếp tục hỏi phải ra khỏi sự tình, An Lương lý tính đổi chủ đề. Ngươi ở trường học như thế nào? An Lương một cách tự nhiên đổi chủ đề. Lý tịch nhan nguyên bản hơi nhíu đôi mi thanh tú buông ra, tổng thể mà nói tốt vô cùng, ta thành học tập ủy viên, mỗi một ngày học tập nhiệm vụ nặng nề, lễ quốc khánh còn có một cái thôi diễn phỏng vấn bài tập về nhà. Nói còn hết chi, Lý Tịch Nhan trước trà thẻ ăn cơm, nàng bắt đầu gọi món ăn, tới hai phần rau trộn cá trích, một phần lạc tử kê đinh, lại tới một phần đốt tiêu am thuần trứng muối, sau đó muốn một phần rau trộn cà chua, hai phần cơm tẻ. An Lương ra xét phúc đáng đại học nhà ăn giá cả, một cái rau trộn cá trích giá tiền là 18 nguyên, lạc tử kê đinh cũng là 18 nguyên, đốt tiêu am thuần trứng muối 12 nguyên, rau trộn cà chua 8 nguyên, cơm tẻ một nguyên. Tổng thể mà nói so với bọn hắn Thiên phủ kinh tế học viện đắt một ít, Thiên phủ kinh tế học viện cũng có lạc tử kê đinh, chỉ cần 12 đồng tiền. An Lương cùng Lý Tịch Nhan bưng khay đi hướng Lưu Linh chiếm ngồi bốn người tiểu dài bàn, Lý Tịch Nhan tự nhiên cùng Lưu Linh ngồi ở một bên. Người nếm thử rau trộn cá trích, nghe nói chúng ta cái này sư phó của phòng ăn đều là từ Thịnh Khánh cùng Tây Xuyên tới được, tuy là không biết có phải hay không là thực sự, nhưng món ăn mùi vị phi thường chính tông. Lý Tịch Nhan nhắc nhở An Lương nếm trước nếm rau trộn cá trích. Rau trộn cá trích là kinh điển món cay tứ xuyên, An Lương còn thật thích, hắn gấp một đũa, ở trong mâm trám liêu trung thấm một cái, mới, chỉ có, đút vào trong miệng thưởng thức. Có thể. Ta cảm thấy nghe đồn không giả, cái này vị cây rất chính tông, phù hợp thịnh khánh cùng Tây Xuyên tiêu chuẩn, chắc là thực sự. An Lương làm ra phán đoán. A à Di, ngươi cũng nếm thử. An Lương khách khí bắt chuyện. Lưu Linh gật đầu, nhưng nàng gấp một mảnh rau trộn cà chua. Lý Tịch Nhan cũng là ăn rau trộn cà chua. Kết quả cuối cùng là hai cái rau trộn cá trích, lại thêm lạc tử kê đinh, cùng với tuyệt đại đa số đốt tiêu am thuần trứng muối, toàn bộ đều là ăn lương một cái người ăn, Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh chia đều một phần cơm tẻ, còn không có ăn xong nhịp điệu, sau đó ăn tươi rau trộn cà chua cùng với hai cái ăn thuần trứng muối mà thôi. A. À. Nữ nhân, thực sự không sợ đói không? Dường như nữ nhân thực sự không sợ đói a. À? Ken. Chúc mừng ký chủ thưởng thức được một bữa đặc biệt mỹ thực, thu được một cái ngẫu nhiên rút thưởng gói quà. Xin hỏi có hay không mở ra? Lại có thưởng cho. Cái này một bữa tổng cộng mới 76 đồng tiền đâu. Có thể, An Lương cảm giác mình buôn bán lời. Mở, An Lương suy nghĩ vô luận chạy đến cái gì nghĩ thưởng, đều là buôn bán lời chứ. Chúc mừng ký chủ thu được, sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Đơn lần tiêu phí hạng ngạch, không nguyên. Đơn lần phản hồi hiện hệ số, 1, 3 lần. Tiêu phí phản hồi hiện số lần, 5 lần. Thật đúng là bình thường thưởng cho. Chương 304, ngày nghỉ lễ du lịch chính là xếp hàng được rồi. Ba, mười, cầu hoa tư duyệt. Cơm trưa sau đó, An Lương chủ động dò hỏi, chúng ta buổi chiều hành trình phải đi Minh Châu Tháp sao? Minh Châu Tháp là ma đô tiêu chí kiến trúc. Minh Châu Tháp ở Lộc Gia Miện, khoảng cách phút đáng đại học thật gần, đại khái chỉ có 10 km tả hữu khoảng cách. Lý Tịch Nhan khẳng định đáp lại, ừm um ân, chúng ta đi Minh Châu Tháp, ta đã mua vé vào cửa. Minh Châu Tháp vé vào cửa muốn 99 đồng tiền, có một tí tẹo như thế hắc. Ba người hướng cửa trường học đi tới, An Lương đi ở phía trước hai bước hắn trên điện thoại di động gửi tin tức. Làm ba người đi tới cửa trường học, Lý Tịch Nhan hô, An Lương, bên này, chúng ta ngồi trước giao thông công cộng, sau đó đổi ngồi đường sắt ngầm đi qua. An Lương cười đáp lại, Tịch Nhan, A Di lần đầu tiên tới Ma Đô, không muốn làm được phiền toái như vậy. Lý Tịch Nhan liếc một cái An Lương, ta đây gọi một cái võng ướt xe. An Lương ngăn cản, ta đã vỗ tay tán thưởng, nhà, vừa vặn qua đây. Một chiếc màu đen Audi A6L chậm rãi dừng ở phút đáng đại học cửa chính, tự nhiên là Hoàng Đình Holiday tử điếm vì An Lương cung cấp lễ tân xe, mỗi một ngày giá tiền là 800 nguyên, không cao không thấp, phù hợp Audi A6L định vị. Chủ yếu là Hoàng Đình Holiday tử điếm cung cấp tài xế, nếu như là ở bên ngoài taxi, hẳn là còn có thể trả giá, nói thí dụ như 600 nguyên một ngày gì gì đó. Hoàng Đình Holiday quán rượu tài xế xe đổ sau đó, đảm nhiệm tiếp khách nhân viên, hắn kéo ra ngồi phía sau cửa xe. A Di, mời tới bên này. An Lương bắt chuyện. Cảm ơn. Lưu Linh nói lời cảm tạ sau đó, mới, chỉ có, nắm lý tịch nhang đi hướng Audi A6L. An Lương cũng muốn ngồi phía sau, tốt nhất là ngồi ở giữa. Nhưng loại chuyện như vậy suy nghĩ một chút là được chứ. Hắn ngồi ở hàng trước phó điều khiển vị trí, phân phó tài xế đi trước Minh Châu Tháp. Hắc sắc Audi A6L chậm rãi khởi động, trung niên tài xế hữu thiện nhắc nhở, An tiên sinh, nếu như các ngươi hiện tại đi Minh Châu Tháp, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Ừm. Um. An Lương nghi hoặc. Ghế sau Lưu Linh phát hiện một chi tiết điểm mù, tài xế biết an lương dòng họ, sở dĩ chiếc xe này không phải võng ướt xe, chắc là quán rượu lễ tân xe. Trung niên tài xế nói tiếp, hôm nay là lễ quốc khánh, dựa theo Minh Châu Tháp tình huống, tất nhiên là người đông nghìn nghịch, mặc dù nói mua trước vé vào cửa, chí ít cũng cần xếp hàng 3 giờ ở trên. Ngày nghỉ lễ xuất hành tất nhiên như vậy. Lý Tịch Nhan nghe trung niên tài xế nói rõ, nàng kỳ thực biết điểm này, cho nên mới ăn cơm trưa liền xuất phát, bởi vì xếp hàng thời gian thật muốn thật lâu. An Lương vừa nghe xếp hàng 3 giờ, trực tiếp không có tâm tư. Có độc chứ? Ngươi có đề nghị gì sao? An Lương hỏi. Ta đề cử ma đô trung tâm cao ốc. Độ cao của hắn so với Minh Châu Tháp càng cao, Minh Châu Tháp mới chỉ có 468 mét, ma đô trung tâm cao ốc ngắm cảnh cao độ có thể đạt được năm khoảng 60 mét, kiến trúc cao độ càng là vượt qua 600 mét, ở thị giác hiệu quả phương diện tốt hơn. Trung niên tài xế đề cử. An Lương phản vấn, ta biết ma đô trung tâm cao ốc, 118 tầng ma đô chi đỉnh ngắm cảnh sảnh, đúng không? Giống như. Trung niên tài xế trả lời khẳng định. Tuy là ma đô chi đỉnh ngắm cảnh sảnh vé vào cửa giá cả so với Minh Châu Tháp đắt một chút xíu, nhưng lễ quốc khánh khẳng định cũng là rất nhiều người chứ. An Lương hỏi. Không sai, An Tiên Sinh nói đúng. Mặc dù là thông thường thứ bảy cuối tuần, ma đô chi đỉnh xếp hàng thời gian đều là chừng hai canh giờ, lễ quốc khánh liền càng không cần phải nói. Trung niên tài xế nói rõ. Ma đô chi đỉnh có miễn xếp hàng viết phiếu vụ, cùng loại Disneyland một dạng miễn xếp hàng phục vụ. Mặt khác, Mado chi đỉnh 10 giờ tối đối với chung đóng cửa, nhưng có thể trực tiếp hẹn trước đặt bao hết phục vụ. Trung niên tài xế bổ sung nói rõ. An Lương quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Nhan, Tịch Nhan, chúng ta làm sao làm? Ở Lý Tịch Nhan nói phía trước, An Lương nói bổ sung, mặc dù bây giờ Mado không tính là nhiệt, bất quá có điểm thái dương dưới tình huống xếp hàng 2-3 giờ đồng hồ, ta là không sao cả, nhưng ta xem A-di mang giày cao gót, hay là chớ đi xếp hàng chứ? Lý Tịch Nhan chần chờ hỏi, tài xế đại thúc, xin hỏi miễn xếp hàng vé khách quý bao nhiêu tiền? Trung niên tài xế phi thường thượng đạo, nếu như chỉ là miễn xếp hàng vé khách quý, chúng ta có thể miễn phí cung cấp cho An Tiên Sinh. Nhưng bây giờ là lễ quốc khánh, mặc dù miễn xếp hàng tiến nhập Ma Đô Chi Đỉnh, du khách số lượng cũng quá nhiều, phi thường khiếm khuyết du lãm thể nghiệm. Đây không phải là điên cuồng ám chỉ đặt trước đặt bao hết sao? An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan nói, được rồi, Tịch Nhan, nói chuyện hắn giao cho ta. Ta phía trước ở Ma Đô đầu một khoản tài chính, nếu như không có ngoài ý muốn nhất định sẽ kiếm một món tiền lớn, vừa lúc chúc mừng một cái. Phiền phức dự định một cái 10 giờ tối phía sau đặt bao hết phục vụ. An Lương phân phó nói. An tiên sinh muốn đặt bao hết bao lâu đây? Trung niên tài xế phản vấn. Ngươi đề cử bao lâu? An Lương phản vấn. Nếu là đặt bao hết tình huống, ta đề cử một giờ là đủ, vô luận là 360 độ nhìn xuống ma đô cảnh đêm, hay là đang điện ảnh sảnh quan sát ma đô lịch sử phát triển, cùng với chụp ảnh lưu niệm, một giờ đã còn hết đầy đủ trung niên tài xế nói rõ nói. Hành, vậy an bài một giờ. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan lại dò hỏi, tài xế đại thúc, đặt bao hết một giờ phải bao nhiêu tiền đâu. Chương 305, mẹ vợ vấn đề. 4, 10, cầu hoa tư duyệt. Ma trung tâm cao ốc Ma đô chi đỉnh, đối ngoại ngắm cảnh tiêu thụ giá vé ở hiện trường mua sắm là 180 nguyên, nếu như đi qua internet mua sắm thấp nhất cũng muốn 148 nguyên một tấm vé vào cửa, giá tiền là Minh Châu Tháp 1.5 lần. Trung niên tài xế cười đáp lại nói, nếu như chỉ là đặt bao hết một giờ, chỉ cần một vạn khối tiền. Lý Tịch Nhan tùng một khẩu khí. Tuy là một vạn khối tiền không tiện nghi, nhưng ở Lý Tịch Nhan trong phạm vi chịu đựng, nàng phía trước liền tiếp nhận rồi An Lương đưa tặng hai luxury nhãn hiệu, sở dĩ một vạn khối tiền đặt bao hết phí dụng ở Lý Tịch Nhan tiếp thu trong phạm vi. Còn tốt không tính là đặc biệt đắt. Lý Tịch Nhan đáp lại. Trung niên tài xế trầm ổn lái xe, thành tựu hoàng đình holiday quán rượu lễ tân xe tài xế, hắn chính là nghề nghiệp lão diễn viên các loại hí lộ ổn định phát huy, lấy sau cùng đến khen thưởng tiền qua. Lưu Linh ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt An Lương, vừa bất đắc dĩ liếc mắt một cái lý tịch nhang, cái này ngốc nữ nhi. Dĩ nhiên tin một vạn khối đặt bao hết chuyện ma quỷ. Tuy là Lưu Linh cũng không biết ma đô trung tâm cao ốc ma đô chi đỉnh nắm cảnh sảnh cần bao nhiêu tiền đặt bao hết phí dụng, nhưng Lưu Linh tốt xấu công tác hơn 10 năm, nàng còn có thường thức một ít. Dù sao một vạn khối ví tiền tràn sự tình cùng ngày nghỉ lễ du ngoạn chật ních là trước sau mâu thuẫn tình huống. Nếu quả như thật tiện nghi như vậy, còn có thể ở lại chờ lấy an lương đặt bao hết. Một vạn khối mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, một vạn khối tiền cũng không tiện nghi, nhưng tương tự đối với rất nhiều người mà nói, một vạn khối tiền thực sự không coi vào đâu. Dù cho một cái người không trả nổi một vạn khối tiền, hiện tại đều là chính năm 102 thời đại mới, Internet tư tưởng suy tính một chút. Góp vốn hiểu rõ một chút. Nếu như một vạn khối tiền có thể đặt bao hết, cái kia một vạn khối ví tiền tràn sau đó, phân tiêu đi ra ngoài cũng có thể kiếm tiền chứ chỉ cần bán cho 100 người liền có thể kiếm 5.000 khối. Mado chi đỉnh nắm cảnh rảnh không cách nào dung nạp 100 người. Đơn giản là nói đùa. Sở dĩ một vạn khối ví tiền tràn gì gì đó, tuyệt đối chính là đại lừa dối, Lý Tịch Nhan không đoán ra được, Lưu Linh là trong nháy mắt liền đoán được nhịp điệu. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, nếu là 22 điểm phía sau đặt bao hết, chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu? An Lương suy nghĩ một chút, mới chỉ có đáp lại nói, chúng ta đi Mado trung tâm tài chính quốc tế a. Mado cũng có trung tâm tài chính quốc tế, nó ở Mado trung tâm cao ốc bên cạnh, nguyên bản Nam Bắc sông thác tiêu chí kiến trúc thành Mado trung tâm cao ốc làm nền. Lý Tịch Nhan nghi ngờ nói, ngươi lại muốn mua đồ đạc sao? Người ở Mado, không mang hành lý, tìm hiểu một chút. An Lương cố ý nói lung tung. Lý Tịch Nhan liếc một cái An Lương. Trung niên tài xế yên lặng thay đổi lộ tuyến, An Lương tay phải dán tại trước người cho trung niên tài xế thủ bắt đầu ngón tay cái, biểu thị rất hài lòng trung niên tài xế mới vừa cơ trí. Không đủ nửa giờ, Trung niên tài xế đem An Lương ba người đưa đến trung tâm tài chính quốc tế, An tiên sinh, ta trước cho ngươi liên hệ ma đô trung tâm cao ốc ngắm cảnh sảnh đặt bao hết sự tình, nếu như ngươi cần dùng xe, tùy thời liên hệ ta. Hành. An Lương đáp lại. An Lương cùng Lý Tịch Nhan, còn có Lưu Linh ba người đi ở trung tâm tài chính quốc tế Tây Khu, An Lương dò hỏi, Tịch Nhan, ngươi muốn uống cà phê đâu, vẫn là ăn kem ốc quế. Trung tâm tài chính quốc tế Tây Khu có Starbucks cùng Hagenda, An Lương chuẩn bị một ly băng hương thảo cà phê Lacter. Lý Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Lưu Linh, mẹ, ngươi muốn ăn kem ốc quế, hay là uống cà phê? Lưu Linh suy nghĩ một chút, mới, chỉ có, đáp lại nói, cà phê A. À. Ta muốn mo cha tinh băng vui. Lý Tịch Nhan tán thành, ta cũng cà phê A. À. Mặt trà cầm thiết, thay đổi cửa nhựa sữa, thay đổi trung độ hồng bồi hạt cà phê. Tốt. An Lương vừa đi, vừa dùng dưới điện thoại di động đơn. Trước trên điện thoại di động hạ đơn, chờ một lát đi tới Starbucks có thể trực tiếp lấy thức uống không cần hiện trường xếp hàng gọi thức ăn, cũng không cần phải lãng phí thời gian chờ đợi. Làm ba người đi tới Starbucks thời điểm, An Lương trên điện thoại di động gọi thức ăn đã hoàn thành, hắn đem ba chén cà phê với tay cầm, ba người tìm một cái gần cửa sổ vị trí. Sau khi ngồi xuống, Lưu Linh chủ động mở ra mẹ vợ hình thức, đúng rồi, An Lương đồng học, nhà ngươi ở Thịnh Khánh nơi nào? An Lương không có dấu giếm, hắn nói ra tên của tiểu khu, bổ sung nói rằng, nhà của chúng ta cùng A Di Gia chỉ có ba cây số. Lưu Linh tiếp tục hỏi, An lương bạn học phụ mẫu làm công việc gì? Không hổ là mẹ vợ. Mấy vấn đề này quả nhiên phi thường mẹ vợ. Mẹ ta là kế toán sự vụ sở, bình thường công tác không quá vội vàng, chủ yếu là phụ trách gia đình phương diện sự vụ. An lương đáp lại có kỹ xảo. Trước điểm ra kế toán sự vụ sở, cho thấy mẹ của nàng là tinh anh công phu tác giả, sau đó lại điểm ra công tác không quá vội vàng, càng nhiều hơn phụ trách gia đình phương diện sự vụ, điều này nói rõ An Lương mụ mụ cố gia, để lộ ra rất dễ chung sống lời ngầm, ta ba chính mình gây dựng sự nghiệp, mở một nhà tiểu công ty xây cất. An Lương nói rõ tiếp. Tiểu công ty xây cất gì gì đó không tật xấu chứ. Dù sao An Thịnh công ty xây cất tổng quy mô cũng không có đạt được một cái tiểu mục tiêu trình độ, đang cùng Enda tập đoàn hợp tác sau đó, quy mô mới, chỉ có, mở rộng đến 50 triệu trình độ. Chẳng lẽ không đúng tiểu công ty xây cất? Chương 306, Tặng lễ học vấn. 5, 10, Cầu Hoa Tư Duyệt. Đối mặt Lưu Linh hỏi, An Lương thành thành thật thật giao phó, còn như Lưu Linh có tin hay không? Đó là Lưu Linh cần muốn suy tính sự tình. Lưu Linh hỏi An Lương liên quan tới phụ mẫu chuyện công việc, nàng cũng cũng phải cần truy hỏi căn nguyên, bởi vì căn cứ An Lương ăn mặc, ăn nói phương thức, lại tăng thêm mới vừa trực tiếp ước định Ma Đô trung tâm cao ốc Ma Đô chi đỉnh nắm cảnh sảnh sự tình, nàng trên cơ bản đoán được đối ứng tình huống. Dù sao Lưu Linh ở ngân hàng công tác, nàng rất rõ ràng dạng gì tài sản đối ứng dạng gì cách sống. Ba người ở Starbucks ngồi nửa giờ, chủ yếu là Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh đang nói trong trường học chuyện lý thú, An Lương thường thường chen vào nói hai câu. Đúng rồi, A Di, chờ một lát làm ơn một việc. An Lương nhìn về phía Lưu Linh nói. Lưu Linh nhìn về phía An Lương, chuyện gì? Ta đặt trước tối mai vé máy bay bay trở về Thịnh Khánh, đây không phải là điều tới ma đô sao, ta muốn là không cho mẹ ta mang lễ vật trở về, sợ rằng nàng không biết làm cơm. An Lương nói rõ nói. Toàn bộ nghỉ hè cho ta làm điên rồi, hàng ngày là xuất môn ăn cơm, muốn ăn một bữa ta mẹ làm cơm, thật sự rất cốt khó. An Lương nói bình thường sự tình, do đó kéo vào quan hệ. An Lương tiếp tục nói, chờ một lát làm ơn A-di hỗ trợ chọn một cái đưa cho ta mẹ lễ vật, làm ơn làm ơn. Buổi trưa hôm nay ở Phúc Đáng Đại học món cây tứ xuyên nhà ăn thu được một tấm sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ thưởng cho, An Lương chuẩn bị đem nó dùng hết, thuận tiện soát một cái mẹ vợ độ thiện cảm. Nếu như trực tiếp lôi kéo mẹ vợ cùng Lý Tịch Nhan đi mua sắm, hiện ra mục đích tính quá mạnh mẽ một điểm, có thể làm cho đối phương sản sinh phản cảm, nhưng làm cho đối phương hỗ trợ dưới tình huống, lôi kéo đối phương đi dạo phố mua sắm, thì hiện ra còn có thành ý, đồng thời đối phương cũng có tham dự cảm giác. kể từ đó, làm ở đối phương dưới sự trợ giúp vì tôn hà đã chọn lễ vật, lại biểu thị cảm tạ đối phương, tiễn đối phương nhất kiện lễ vật, đối phương cũng có thể có một nấc thang nhận lấy. tặng lễ là một môn học vấn. nếu như tặng lễ đưa đến vị, làm cho đối phương thu được lễ vật thời điểm sản sinh cảm giác vui thích, mà không phải tặng lễ vật, còn làm cho đối với vừa cảm thấy ác tâm, liền cần phương thức xảo diệu. nói thí dụ như phía trước an lương cho túc quản vu lão sư tặng lễ hắn dùng hắc sắc túi ni lon sau đó ở tặng quà thời điểm lại tận lực nhường cho lão sư thấy chính là một loại tặng quà tiểu kỹ xảo hiện tại an lương muốn đưa cho lưu linh lễ vật nếu như trực tiếp tiễn a à, lưu linh có thể tiếp thu sao lưu linh dùng thân phận gì tiếp thu đó không phải là kéo sao lưu linh đúng là lý tịch nhan mụ mụ nhưng an lương cùng lý tịch nhan xác định quan hệ sao mặc dù an lương cùng lý tịch nhan xác định quan hệ bạn trai bạn gái đang không có kết hôn phía trước hoặc là không có đính hôn phía trước lưu linh cũng không thích hợp tiếp thu lễ vật chứ hơn nữa an lương cùng lý tịch nhan bây giờ không có xác nhận quan hệ đâu xét thấy tình huống như vậy an lương mới chỉ có dùng chính mình mụ mụ làm mượn cớ hắn cấp cho mụ mụ mua lễ vật làm cho lưu linh hỗ trợ tham khảo sau đó sẽ cảm tạ lưu linh ngươi chuẩn bị cho mụ mụ ngươi tiễn lễ vật gì lưu linh phản vấn an lương đáp lại nói không biết đâu chờ một lát đi dạo một vòng nhìn lưu linh bằng lòng được rồi tịch nhan ngươi nghĩ khỏe sao An Lương chào hỏi Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan gật đầu, ừm, đi thôi, chúng ta đi giúp ngươi mụ mụ chọn lễ vật. Nữ nhân nha, đại đa số đều thích đi dạo phố. Ba người từ Tây Khu đi tới Đông Khu, Trung tâm Tài chính Quốc tế Tây Khu Thiên hướng đê đoan đại chúng hóa, Đông Khu Thiên hướng hai Luxury biến hóa. Nói thí dụ như Tây Khu là cái gì Starbucks, Hagenda, Yara, Skechers, Pandora cùng Swarovski những thứ này nhãn hiệu. Đông Khu liền hoàn toàn khác nhau. Đông Khu chính là Hem, Louis Vuitton, Christen. Dio, Bottega, Gucci, Kelin, Jena những thứ này hai luxury trang phục nhãn hiệu, còn có một đống lớn châu báu cùng đồng hồ nhãn hiệu, bao quát cao văn tiểu thư đại ngôn ngữ một bản trân châu. An Lương suy nghĩ tiễn Tôn Hà một cái túi bao. Tiễn y phục gì gì đó, An Lương thực sự không biết Tôn Hà xuyên dạng gì y phục, châu báu gì gì đó, làm Lưu Linh chọn sau đó, lại đáp tạ đưa cho Lưu Linh lại không thích hợp. Còn như đồng hồ. Không tồn tại. Bên trên một cái giá trị 500.000 tết Philips 4937R-001, Tôn Hà đem hắn trang B lên rồi. Em! Mặt chữ ý tứ trang B lên rồi, thực sự chính là bị Tôn Hà cất vào trong hộp, sau đó bảo tồn luyến tiết mang. Lại tăng thêm đồng hồ giá trị rất cao, Lưu Linh cũng không khả năng tiếp thu. Thẳng thắng tiễn bao. Câu thường nói, chữa khỏi trăm bệnh. Làm ra sau khi quyết định, An Lương dẫn đường, Christian. Đi trước tiên bị bài trừ, cái này phẩm chất sách tay lè lẹt trong đám người tuổi trẻ càng lưu hành, cái này một cái lý do đồng dạng đào thải cái linh. Bottega đồng dạng bài trừ, quá yếu đuối nhiệt điệu. Tuy là hêm tốt nhất, nhưng lý do giống như trên, cảm tạ phân đoạn khả năng xuất hiện bị lưu linh cự tuyệt tình huống, sở dĩ đào thải hêm. Cuối cùng tự nhiên là Gucci cùng Louis Vuitton trúng cử. Louis Vuitton cùng Gucci nhiệt độ cao vô cùng, nổi tiếng cũng là tối cao, lại tăng thêm sách tay chất lượng không tệ, tự nhiên thành tựu chọn đứng đầu nhãn hiệu. Cho nên phải giải quyết mẹ vợ là thật rất khó từ suy nghĩ như thế nào tặng lễ, lo lắng nửa tiễn cái gì, mỗi một cái phân đoạn đều là tràn đầy tỉ mỉ, hơi không chú ý liền không có người được không. Chương 307, Chữa khỏi trăm bệnh 6, 10, 23 4 V đúc hoa tươi tăng thêm Louis Vu trong cửa hàng, An Lương đang ở hỏi thăm, A Di, ngươi cảm thấy mua kinh điển khoản tốt đâu, vẫn là thuộc gia khoản. Kinh điển khoản tự nhiên là monogram vải bạc phiên bản kiểu dáng, nhất kinh điển hình tượng chính là sâu tông màu lót, lại thêm monogram logo in hoa tiêu chí. Lưu Linh đáp lại nói, ta cảm thấy kinh điển khoảng thích hợp hơn. Dựa theo mụ mụ ngươi là kế toán viên cao cấp chức nghiệp, nàng bình thường hẳn là cần xử lý văn bản văn kiện, cho nên nàng cần hơi chút lớn một chút sách tay, đồng thời rắn chắc dùng bền. Tôn Hà bình thường xác thực biết xử lý một ít ngân phiếu định mức A, tài vụ sổ sách cuốn gì gì đó. Có đạo lý. An Lương thích hợp biểu thị khẳng định, do đó cho thấy Lưu Linh có đề cử công lao. Dựa theo như vậy lý niệm, ở Lưu Linh dưới sự phối hợp, An Lương cùng Lưu Linh cộng đồng lựa chọn kinh điển khoảng Neverfull Series số trung bao, bởi vì số trung đã sai sai có thừa trang bị A4 in ấn giấy kích thước. Louis Vuitton kinh điển khoảng tương đối lợi ích thực tế, ở Lưu Linh theo đề nghị, An Lương lựa chọn bạch kỳ bàn phiên bản, bởi vì bạch kỳ bàn hiện ra càng thêm trẻ trung hóa, tổng giá trị mới chỉ có 11, 700 nguyên. An Lương suy nghĩ có điểm tiện nghi. Tuy là lời này nghe không giống người nói, nhưng An Lương là may mắn một đời, nói như vậy sẽ không có mau bệnh đi. A Di, ta muốn lại chọn một cái túi, thuận tiện chọn một cái ví tiền gì gì đó, ngươi có kiến nghị sao? An Lương đưa ra yêu cầu của mình. Lưu Linh biểu thị chính mình có rất nhiều câu hỏi, nguyên bản nàng đã đánh giá rất cao An Lương tình huống gia đình, nhưng bây giờ nhìn lại dường như càng cao. Nếu như lại mua cái thứ hai bao, đồng thời cũng là hàng ngày phòng làm việc dùng, liền có thể chọn một cái nữ sĩ túi công văn, kinh điển màu nâu sậm on the go series không sai, chỉ là giá cả đắt một điểm. Lưu Linh nói kiến nghị. On The Series số trung túi công văn giá tiền là hai vạn khối, từ hậu đạo Louis Vuitton biến thành không có phúc hậu Louis Vuitton. Nhưng hơn một vạn cùng hai chục ngàn giá cả trên lệch bị An Lương không coi vào đâu sao? Đương nhiên không có. Đúng rồi, còn không biết A Di làm việc gì? An Lương thuận miệng hỏi. Lưu Linh không có dấu giếm, ta ở ngân hàng công tác. An Lương thuận miệng đáp lại, ngân hàng tốt vô cùng, ổn định, đồng thời tiền lời không sai. Lưu Linh trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ màu sắc, nhưng rất nhanh sửa sang xong tâm tình, nàng không có trả lời cái này một cái trọng tâm câu chuyện, còn cần chọn một cái ví tiền sao? Ví tiền liền tính, hiện tại dùng ví tiền cơ hội cũng rất cũng. An Lương nói rõ nói, cảm ơn A Di tham khảo. Được rồi, A Di, ngươi thích gì loại hình bao? Kỳ thực Lưu Linh khám phá An Lương tặng quà kỹ xảo, nhưng dường như tặng lễ kỹ xảo chỉ là cho người ta dưới bậc thang mà thôi, quần trên người nàng đều là An Lương đưa, mặc dù là đưa cho Lý Tịch Nhan, Lý Tịch Nhan lại chuyển đưa cho nàng, nhưng mà không phải là An Lương mua sao? sở dĩ đối mặt An Lương hỏi, Lưu Linh hơi chút trầm mặt một chút, mới, chỉ có, đáp lại nói, cá nhân ta càng ưa thích đơn vai cổng bao, thích hợp hơn hàng ngày ra đường sử dụng. Trải qua khoảng chừng 10 phút chọn, Lưu Linh cuối cùng lựa chọn nhất kinh điển pochette đơn vai người đưa thư bao, giá cả đối lập nhau tiện nghi, chỉ cần 14, 900 nguyên. Ba cái bao cộng lại đạt tới 46, 600 nguyên, ở tính tiền thời điểm, An Lương tiện tay cầm rồi một cái đau phim Dragon Series cái móc chìa khóa, một cái cái móc chìa khóa 365 không nguyên chỉ có thể nói hai luxury nhãn hiệu đối với người bình thường cũng không hữu hảo. Tổng giá trị là 50, 250 nguyên, an lương trực tiếp cà thẻ, sau đó tuyển trạch sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Ken Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu được 3 lần tiêu phí phản hồi hiện. Bởi vì có 50.000 tầng trên cùng nhất ngạch, 50, 250 nguyên tiêu phí tự động bị sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ hạn chế là lớn nhất hạng ngạch 50.000, sở dĩ an lương thu được 150.000 phản hồi hiện thưởng cho. Tuy là một khoản tiền này không nhiều lắm, nhưng thực sự rất thoải mái. Một trận thao tác mua mua mua, nhận lấy ba cái bao cùng một cái cái móc chìa khóa, lại còn ngược lại buôn bán lời không sai biệt lắm 10 vạn đồng nhịp điệu, như vậy cảm giác thật thoải mái phiên thiên được không? An Lương đem cái móc chìa khóa đưa cho Lý Tịch Nhan, nhà, cái này cho ngươi chơi. Lý Tịch Nhan cũng không có khách khí nhận lấy, nàng đáp lại nói, vừa lúc treo phòng ngủ chìa khóa. A Di, chúng ta đi dạo nữa đi dạo. An Lương thuận miệng nói rằng. Lưu Linh không có cự tuyệt. An Lương đem hai cái muốn tặng cho Tôn Hà sách tay giao cho Louis Vuitton nhân viên cửa hàng, làm cho Louis Vuitton trực tiếp đưa đến Hoàng Đình Holiday tử điểm, còn như cái kia thuộc về Lưu Linh người đưa thư bao. Đương nhiên là làm cho Lưu Linh tự mình cổng lấy, còn có thể làm cho An Lương mang theo à. Nam nữ đi dạo phố thời điểm, nhà gái làm cho nhà trai túi đeo lưng tình huống, chẳng lẽ trong lòng không có số lượng. Ba người đi ra Louis Vuitton cửa hàng, Lưu Linh trên người xoải bước một cái kinh điển khoảng người đưa thư bao, Lý Tịch Nhan đang ở chơi cái móc chìa khóa, nàng nhổ nước bọc nói: một cái cái móc chìa khóa, lại muốn 365 không khối, không hổ là 7 người Louis Vuitton. An Lương chỉ chỉ hêm, cái kia mới, chỉ có, 7 người đây. Nhà bọn họ thủ đoạn càng buồn nôn, nếu như muốn mua sắm hạng định bạch kim bao, đặc biệt là hy hữu bằng da bạch kim bao, các loại xứng hàng bán kèm 7 chết người. Hêm nhà bán kèm cũng không phải là thật đơn giản bán kèm, hêm bộ đồ ăn tìm hiểu một chút. Lại đắt lại hố. Một cái bàn ăn hơn một vàng, một cái hoa quả salad bát năm, sáu ngàn, một cái cốc để xuất miệng đều muốn hai nghìn, ngươi dám tin tưởng. Mấu chốt hơn là hêm đồ sứ, dễ dàng đã bị vũ quốc đồ sứ treo lên đánh được rồi. Đây quả thực là vũ nhục người chỉ số IQ. Bằng không vì sao cần bán kèm. Chương 308, thân mật giá trị dâng lên tìm hiểu một chút. 7, 10, 23. 6 V đúc hoa tươi tăng thêm. An Lương nói rõ hêm hố người chỗ. Lý Tịch Nhan kinh ngạc nói, đã vậy còn quá hố sao? Chỉ có càng hố. An Lương nói bổ sung, nếu như nói thêm bộ đồ ăn, chỉ là vũ nhục người chỉ số IQ, cái kia thêm đồ dùng trong nhà chính là căn bản không có suy nghĩ qua có chỉ số IQ chuyện này. Có một cái tiết mục ngắn, có người mua sắm thêm bạch kim bao bị yêu cầu bán kèm một tấm hơn 7 vạn bàn gỗ nhỏ, kết quả cái này một cái bàn gỗ nhỏ chất lượng còn không có thích hợp gia sản xuất theo sách, đây mới là bảy người sự tình. An lương chính mình đều nở nụ cười. Hêm xác thực so với Louis Vuitton 7 người. Ba người đi tới gia ở Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh xem sơ qua thời điểm, hắn yên lặng kiểm tra một hồi lưu linh độ thiện cảm. Nguyên bản chỉ có 60 điểm độ thiện cảm, hiện tại đã lên đến 69 điểm. 69 điểm độ thiện cảm là điểm tới hạn, một ngày đạt tới 70 điểm, An Lương suy nghĩ mẹ vợ liền sẽ không ngăn trở chứ. An Lương cảm thấy cái này một cái độ hảo cảm tăng lên, không chỉ là tặng lễ vật nguyên nhân, còn có hắn phía trước tỉ mỉ thao tác kéo căng, nguyên vẹn cho lưu linh chăn đệm bậc thang, cho nên mới thắng được mẹ vợ hảo cảm chứ. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Nếu như trực tiếp tiễn bao, tắm một cái ngủ đi. Trong mộng có gì không? Cao văn tiểu thư đều có thể được không? Ở Gucci trong điếm, Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan đang ở xem lướt qua thương phẩm, An Lương rút không dùng điện thoại di động gửi đi tin tức. Mẹ, ngươi xem một chút, cái này tiểu ông mật bao xem được không? Lý Tịch Nhan hỏi. Ông mật nguyên tố là Gucci kinh điển nguyên tố, vô luận là giày, vẫn là y phục, cũng hoặc là là bảo bảo, cũng có các loại ông mật nguyên tố. Lưu Linh thấp giọng nói, ngươi cùng hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tịch Nhan sắc mặt trở nên hồng, cái gì chuyện gì xảy ra? Thẳng thắng sẽ khoan hồng. Lưu Linh hừ nhẹ. Phía trước ở phút đáng đại học cửa chính thời điểm, An Lương đem nhầm nàng nhận thức làm Lý Tịch Nhan, đây chính là trực tiếp liền ôm lấy, nếu như nói An Lương cùng Lý Tịch Nhan không có quan hệ. Lưu Linh tin tưởng. Lý Tịch Nhan sắc mặt hồng hồng, nàng nhỏ giọng đáp lại, vẫn là giống như trước đây, ta thích hắn, hắn yêu thích ta, chúng ta không có làm cái gì tiến hơn một bước tiếp xúc. Lưu Linh biểu thị hoài nghi đang không có tiếng hơn một bước tiếp xúc dưới tình huống an lương như vậy bỏ được sao đặc biệt là mới vừa an lương đưa cho nàng bao phía trước an bài tỉ mỉ trực tiếp làm xong rồi hầu như toàn phần trình độ cho nên nàng đối với an lương độ thiện cảm tăng nhiều mẹ lý tịch nhan hờn dỗi do đó biểu thị bất mãn của mình lưu linh nhìn lấy lý tịch nhan như vậy nàng đột nhiên cảm thấy lý tịch nhan không có nói xạo lý tịch nhan cùng an lương hẳn không có tiếng hơn một bước tiếp xúc nếu có tiếng hơn một bước tiếp xúc lương ca chưa bao giờ là người hẹp hòi tịch nhan, ta cảm thấy cái này tiểu ông mật bao không sai. An Lương đột nhiên đi tới chen vào nói. Lý tịch nhan gật đầu, xác thực thật không tệ. Vậy mua mua mua. An Lương nhìn lấy Lý tịch nhan, hỏi ý của nàng. Lý tịch nhan cự tuyệt, không muốn cái này. An Lương thay đổi một góc độ, gần nhất ma đô bên này bắt đầu hạ nhiệt, chúng ta thuận tiện mua chút quần áo mùa thu. Lưu Linh biểu thị không nói, cái này An Lương là cái gì thần tiên gia đình. Lý tịch nhan nhìn thoáng qua Lưu Linh, Lưu Linh không có bất kỳ đáp lại, Lưu Linh cảm giác mình đã xem không hiểu những thứ này vị thành niên, chẳng lẽ sống sau như vậy có tiền không? Phía trước Lý Tịch Nhan đem hai bộ Gucci trang phục hè, còn có Christian. Dio trang phục hè đưa cho Lưu Linh thời điểm, có một lần Lưu Linh ăn mặc màu xanh nhạt Christian. Dio dâu tầm ti quần dài gặp đồng sự, còn bị đồng sự ở trong ngân hàng tin đồn, nói đến phi thường khó nghe. Dù sao dựa theo Lưu Linh thu nhập, vô luận như thế nào cũng không khả năng gánh vác hơn năm vạn váy. An Lương cũng không có quản lý tịch nhan có đáp ứng hay không, hắn làm bộ tự mình nhìn lấy gục si nữ sĩ áo hô đi, gục nữ sĩ áo hô đi nhan sắc tiên diễm tươi mát, nhìn một cái liền phi thường thích hợp nữ nhân trẻ tuổi. An Lương chọn lựa một hồi, hắn hô, tịch nhan, ngươi đi thử một chút. Lý tịch nhan đi tới An Lương bên người, nàng nhìn An Lương đã chọn chọn lựa 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 chọn 10 cái áo hô đi, trong đó còn có cùng là một cái kiểu dáng màu sắc bất đồng, người này là ở tảo hóa. Nhiều lắm lặp Lý tịch nhan nhắc nhở. An Lương mới vừa đang chọn lúc sau đã trong lòng tính, 10 cái áo hoodie cộng lại không sai biệt lắm chính là 10 vạn đồng, vừa lúc có thể đủ hai lần tiêu phí phản hồi hiện. Lý Tịch Nhan đem cùng là một cái kiểu dáng màu sắc bất đồng chọn lựa ra, nàng cuối cùng chọn lựa ra hoa quả ba cái bộ, bao quát dứa in hoa, anh đào in hoa, còn có quả táo in hoa, cùng với gấu con in hoa cùng Mickey in hoa. Mặt khác 5 cái bị Lý Tịch Nhan đào thải, chủ yếu là cùng khoảng thức màu sắc bất đồng, cùng với in hoa không thích. Lý Tịch Nhan ở nữ điếm viên dưới sự trợ giúp cầm năm cái áo hô đi đi tới phòng thử quần áo, sau đó một mình ở trong phòng thử áo thay đổi đứng lên, nàng mỗi canh đổi nhất kiện, liền làm cho An Lương xem tình huống. Nhưng để tam món thời điểm, An Lương đã cà thẻ trả tiền, ngủ khoảng toàn bộ mua sắm. Tổng giá trị 53, 500 nguyên. Đều giá cả 10, 700 nguyên, chỉ có thể nói hai luxury nhãn hiệu đối với người bình thường thật sự là không phải hữu hảo. Ken. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu được 3 lần tiêu phí phản hồi hiện. Thật tốt. Sơ cấp mua sắm phản hiện thể lại một lần nữa xuất hiện gấp 3 tiêu phí phản hồi hiện, rõ ràng là an lương cho Lý Tịch Nhan mua 5 cái guxi áo hoodie, kết quả tương đương với guxi miễn phí tặng 5 cái áo hoodie, kiếm lại không sai biệt lắm 10 vạn đồng. Như cùng ở tại Louis Vuitton giống nhau, tuy là tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng thực sự làm cho lương ca rất vui vẻ. Chương 309, máy bay không người lái ngọn đèn thanh tú. 8 ba tám v đất hoa tươi tăng thêm. 9 giờ tối 55 phút. Hoàng Đình Holiday tử điếm an bài chuyên môn nhân viên cùng đi an lương ba người du lãm Ma Đô trung tâm cao ốc Ma Đô Chi Đỉnh, toàn bộ Ma Đô Chi Đỉnh sẽ vì an lương ba người mở ra. Cái này một cái túi tràn tốn trọn 1 triệu 200 ngàn. Vốn là đặt bao hết chỉ cần 100 vạn, nhưng ngoài định mức an bài máy bay không người lái chụp ảnh, cùng với xin máy bay không người lái đàn ngọn đèn thanh tú, cuối cùng đem phí dụng xong lên 1 triệu 200 ngàn. 10 giờ lẻ 1 phút, An Lương ba người ở nhân viên công tác cùng đi dưới tiến nhập tốc độ cực cao thang máy. Mado trung tâm cao ốc tốc độ cực cao thang máy cũng là đặc sắc một trong, nó tốc độ cao nhất mỗi một giây có thể đạt được 18 m cơ hồ là trọng lực tăng tốc độ gấp 2. Nhưng tốc độ cao như thế, thang máy lại phi thường bình ổn, nó có thể ở 55 giây, từ trên mặt đất lên tới tiếp cận 550m một tầng 17 ma đô chi đỉnh nắm cảnh sảnh. Cái này tốc độ cực cao thang máy nội bộ, còn chuyên môn có tốc độ biểu hiện, do đó cho thấy tốc độ cực cao thang máy cường đại dường như tuyên truyền giống nhau, An Lương cùng Lý Tịch Nhan, còn có Lưu Linh ba người ở nhân viên công tác cùng đi dưới, vẻn vẹn hao tốn 55 giây đạt đến một tầng 17 ma đô chi đỉnh ngắm cảnh sảnh. Trống trải ma đô chi đỉnh ngắm cảnh sảnh cùng video nhỏ chung người đông nghìn nghiệp cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, có một phen đặc biệt tư vị cảm giác, đại khái là trong không khí đều tràn ngập kim mùi tiền. Ba vị quý khách buổi tối khỏe, ta là giải thích tiểu phạm, ta đem phụ trách cho ba vị quý khách giải thích thành thị đường chân trời, cùng với chung quanh cảnh đêm tình huống. Giải thích tiểu phạm khách khí nói đặt bao hết khách hàng không phải quý khách là cái gì? cái này một cái thế giới chung ăn, mặc, ở, đi lại khắp nơi tồn tại bất bình đẳng. Hai luxury nhãn hiệu nhất định so với Uniqlo thoải mái, không tồn tại. Tinh xảo ngày đoán nhất định so với quán ven đường ăn ngon, không tồn tại. Sa hoa hình tử điểm nhất định so với nhà mình ở tốt hơn, vẫn là không tồn tại. Hai luxury tiêu phí tồn tại là vì khiến người ta cảm thấy thư thái. Nói ví dụ như bây giờ an lương hai luxury tiêu phí hắn có thể ở lễ quốc khánh hừng hực ngày nghỉ một mình hưởng thụ ma đô chi đỉnh. Muốn như thế nào chụp ảnh giống như cái gì chụp ảnh, không cần lo lắng không có thích hợp vị trí, cũng không cần lo lắng có người hay không đột nhiên vào kính phá huyễn bức ảnh chỉnh thể bố cảnh. Cao như vậy xa tiêu phí cũng không phải là khoe khoang, chỉ là vì để cho chính mình thoải mái đã. Chẳng lẽ là phải xếp hàng 3 giờ, lại người đẩy người xem lướt qua ngắm cảnh sao? Hai luxury tiêu phí ý nghĩa tồn tại là khiến người ta nỗ lực, tận lực đề thăng chính mình, để cho mình biến đến ưu tú hơn, Do đó đạt được hai luxury tiêu phí trình độ, làm cho cuộc sống của mình dường như lương ca giống nhau nhiều màu sắc. Dĩ nhiên, tốt nhất phải làm lương ca tốt như vậy nam nhân. Cẩu cặn bả nam bò xa một chút. An Lương, ngươi giúp ta cùng Mụ Mụ phách một tấm chiếu. Lý Tịch Nhan đưa điện thoại di động đưa cho An Lương, điện thoại di động của nàng là Yêu Hoa nhãn hiệu, ban đêm chụp ảnh năng lực tương đương lợi hại. An Lương điều chỉnh góc độ, đem Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh quay chụp xuống tới. Sau đó An Lương đã cảm thấy Yêu Hoa phẩm chất điện thoại di động có điểm tàn nhẫn. Bởi vì yêu hoa phẩm chất điện thoại di động sẽ tự động tiến hành bức ảnh điều khiển tinh vi, trải qua yêu hoa điện thoại di động điều chỉnh, An Lương phát hiện Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan thật là tỷ muội, thậm chí giống như sinh đôi tỉ muội. Em dừng lại a. An Lương cảm thấy đề mục siêu cương, có điểm không cách nào sau khi trả lời tiếp theo vấn đề. Lúc 10 giờ rưỡi, máy bay không người lái chụp ảnh đoàn đội khởi động, máy bay không người lái trước vây quanh Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh quay chụp, sau đó là vây quanh Ma Đô chi đỉnh quay chụp hai người bọn họ. An Lương không có vào kính thành tựu một người đàn ông tốt hẳn là tận lực bớt ở trong video xuất hiện thời đại internet đám bạn trên mạng quá thần thông quảng đại không chừng thì có thể ở lý tịch nhang trong video thấy chính mình sau đó lại đang dương mậu di phát sóng trực tiếp trong được thấy mình sẽ ở đế đô kim cảng ô tô công viên gặp mặt chính mình bởi vì nhảy nhảy cầu hai người căn bản cũng không phải là tình lữ nhà trai có chồng nhà gái độc thân tuyên truyền thể nghiệm tự tử thật vẫn tạo thành tự tử hiệu quả ai đây chịu nổi a à? an tiên sinh chúng ta 10 điểm 45 bắt đầu máy bay không người lái ngọn đèn thanh tú biểu diễn, có thể chứ? Một gã nhân viên công tác nói rõ nói, biểu diễn tổng thời gian độ dài là 5 phút đồng hồ, chúng ta đem an bài ba máy máy chụp ảnh ghi chép, đồng thời có hai chiếc máy bay không người lái phụ trợ quay chụp, cuối cùng thành phiến đi qua internet chọn. An Lương nhịn không được bật cười, cái này không phải là cảnh khu chụp ảnh chọn mảnh ý tứ. Chỉ bất quá càng cao cấp một điểm mà thôi. Hành. An Lương đáp ứng nói. 10 điểm 44 phân, An Lương chỉ về đằng trước bầu trời nhắc nhở, Tịch Nhan, A Di, các ngươi chú ý xem. Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh đều nhìn về phía An Lương chỉ phương hướng. Ông Một đám mang theo ngọn đèn thiết bị máy bay không người lái ở trong trời đêm đột nhiên sáng lên. Máy bay không người lái ở trong trời đêm biến hóa trận hình, bọn họ hợp thành một cái hồng nhạc hình trái tim hình dạng, đồng thời ở giữa hợp thành Lý Tịch Nhan tên. Lý Tịch Nhan vui mừng kinh hô. Lưu Linh cũng ngơ ngác nhìn trong trời đêm máy bay không người lái ngọn đèn thanh tú, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cổ đố kỵ nàng đố kỵ nữ nhi có như thế thích bạn trai của nàng. Ai? Lưu Linh yên lặng thở dài. Máy bay không người lái ngọn đèn thanh tú biểu diễn rằng co 5 phút đồng hồ, mỗi một phút tiêu phí vượt qua 30 000 nguyên. Ken. Chúc mừng ký chủ. Chương 310, lương ca trở nên đẹp trai rồi sao? 9, 10, 24 V đất hoa tươi tăng thêm. Ma đô trung tâm cao ốc, một tầng 17 ma đô chi đỉnh. Huyển lệ máy bay không người lái ngọn đèn thanh tú kết thúc, Lý Tịch Nhan không để ý Lưu Linh ngay ở bên cạnh, nàng xông lại nhào vào An Lương trong lòng, vui vẻ nói, cảm ơn. An Lương, ta rất yêu thích trận này ngọn đèn thanh tú. Nó quá tuyệt vời. Thực sự là quá tuyệt vời. Vượt lên trước 500m độ cao trong trời đêm quan sát máy bay không người lái ngọn đèn thanh tú là cái gì thể nghiệm. Loại này cảm giác thật bổng. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được đặc biệt tưởng thưởng, lúc này lãng mạn bầu không khí siêu thần lúc này lãng mạn bầu không khí siêu thần duy nhất tưởng thưởng đặc biệt chính là tình nhân trong mắt ra tây thi giờ này khắc này ký chủ ở trong mắt lý tịch nhan dị thường đẹp trai ký chủ thu được dung nhan trị ba thuộc tính lý tịch nhan thu được dung nhan trị một thuộc tính mời ký chủ chú ý lần này thưởng cho đem ở trong một tháng hoàn thành rốt cuộc lại là dung nhan trị ba thưởng cho may mắn một đời hệ thống ngưu tất lần trước an lương tham gia quân huấn sau đó liền thu được dung nhan trị ba thưởng cho hiện tại vừa được dung nhan trị ba thưởng cho, sở dĩ lương ca lại phải biến đổi đẹp trai một điểm. Tục ngữ nói nữ đại 18 biến, nhưng hoàn toàn cũng có thể sử dụng ở nam sinh trên người nha. Khái khái. Lưu Linh phát ra tiếng ho khang, nhắc nhở Lý Tịch Nhan không nên quá phận, nàng vẫn còn ở tràn nhìn lấy đâu. Tuy là Lưu Linh không phải không thừa nhận An Lương đem không khí hiện trường xây dựng được cực kỳ xuất sắc, đã lãng mạn, lại khiến người ta sinh lòng hảo cảm, nhưng Lý Tịch Nhan có phải hay không hoàn toàn đã quên nàng vẫn còn ở. Lưu Linh trong lòng yên lặng thở dài nàng là thực sự ghen tị mẹ lý tịch nhang có chút mất hứng nhìn lấy lưu linh lưu linh hừa nhẹ nói có muốn hay không ta lập tức đặt trước vé máy bay trở về thịnh khánh đem thời gian và không gian đều lưu cho các ngươi vậy thì tốt quá an lương kém chút thốt ra nhưng nói ra liền quá phận chứ tốt nam nhân không thể cái này dạng có sao nói vậy có vài người căn bản cặn bã bả không đứng dậy bởi vì việc trải qua của hắn hắn hiểu đạo lý cùng với hắn học được tri thức còn có hắn trong xương kiêu ngạo, đều ở nói cho hắn biết, như vậy không tốt. Ta không trang rồi. Ngã bài. An lương cái này chính là người như vậy. An lương chủ động thả ra lý tịch Nhan, hắn ấy nấy nhìn về phía lưu linh, không có ý tứ, a à di. Nhìn lấy nhẹ nhàng lễ độ an lương, lưu linh khẽ gật đầu. Cuối cùng không đủ 10 phút, an lương cùng lý tịch nhang, còn có lưu linh, ba người ở ma đô chi đỉnh trung vần quanh 360 độ một vòng, đem trọn cái ma đô cảnh đêm thu ở đáy mắt. Lưu Linh yên lặng nhớ kỹ cảnh sát như vậy, bởi vì, này dạng trải qua, cả đời này chỉ có lần này chứ. 11 giờ đúng, đặt bao hết thời gian kết thúc. Ba người ở nhân viên công tác cùng đi dưới ly khai, Hoàng Đình Holiday tử điếm đã an bài chuyến đặc biệt dưới đất bãi đổ xe chờ đợi. A Di, tịch Nhan, các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? An Lương hỏi. Lưu Linh đáp lại nói, ta và tịch Nhan liền tại phúc đáng đại học bên cạnh hoàn toàn mới thời kỳ xích tử điếm. Tốt. An Lương đáp lại một tiếng, chào hỏi tài xế xuất phát, hắn cũng không có đại bao đại lãm biểu thị cho lưu linh thay đổi tử điếm gì gì đó bởi vì loại chuyện đó chẳng những sẽ không sản sinh cái gì chính diện hiệu quả ngược lại sẽ làm cho lưu linh trong lòng rất phản cảm người là rất phức tạp cũng không phải là có tiền có thể trưởng khống lòng người có tiền chỉ có thể muốn làm gì thì làm nhưng không cách nào khống chế lòng người bằng không có tiền đại lão nhiều như vậy vì sao không thể tận hưởng tề nhân chi phúc đại nhân chín năm một trăm hai đại thanh hướng diệt vong lấy an lương làm thí dụ hắn hiện tại trưởng khống tư kim Soa không nhiều lắm là hơn 3 tiểu mục tiêu, tài sản như vậy ở trong mắt người bình thường xem như là thổ hào chứ. An lương có thể muốn làm gì thì làm hai luxury tiêu phí, muốn mua cái gì hai luxury nhãn hiệu liền mua cái gì hai luxury nhãn hiệu, muốn đặt bao hết ma đô trung tâm cao ốc ma đô chi đỉnh, liền đặt bao hết xuống tới, thậm chí lại an bài một hồi máy bay không người lái ngọn đèn thanh tú biểu diễn. Nhưng An Lương có thể dùng tiền trực tiếp giải quyết Lý Tịch Nhan sao? Cũng không thể. Lý Tịch Nhan đặc thù cho điểm cao tới 99, Ý nghĩa nàng tam quan đoan chính, giữ mình trong sạch, phẩm đức cao thượng. Người như vậy trực tiếp lấy tiền đập. May mắn một đời hệ thống đề cử An Lương thay đổi một cái đặc thù phân thấp hơn 80 điểm tồn tại. May mắn một đời hệ thống có thể phụ trợ An Lương leo lên đệ ngũ tầng lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng không cách nào trợ giúp An Lương trực tiếp giải quyết lý tịch nhang. Nếu như có thể, cái kia lý tịch nhang cùng khôi lỗi oa oa khác nhau ở chỗ nào? Chính là bởi vì may mắn một đời hệ thống không cách nào trợ giúp An Lương giải quyết chuyện như vậy an lương mới, chỉ có, càng hẳn là trở nên phấn đấu. Cố lên nha, nam nhân tốt. Hoàng đình Holiday tử điếm một lần nữa an bài Audi A8L thành tựu mới lễ tân xe, đồng thời giá cả không có tăng thêm, xem ra là bọn họ ở nơi này một lần ma đô chi đỉnh đặt bao hết trung cũng lấy được chỗ tốt. Màu đen Audi A8L dừng ở hoàn toàn mới thời kỳ phúc đáng đại học phân điếm trước cửa, An Lương từ kế bên người lái xuống tới, hắn nhìn lấy Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh, khoát tay nói, ngày hôm nay chơi mệt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, lý tịch nhan khéo léo gật đầu lưu linh đáp lại nói ngày hôm nay tạ tạ an lương đồng học lần này ma đô hành trình ta sẽ vẫn nhớ an lương khẽ gật đầu a di vui vẻ là được rồi đáp lại sau đó an lương nhìn về phía lý tịch nhan đúng rồi tịch nhan ta ngày mai cần xử lý chuyện đầu tư ngươi liền bồi a di chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm ô oh. hát lý tịch nhan đáp ứng nói hoàng đình holiday lễ tân xe tài xế đã đem lý tịch nhan mua sắm túi sách qua đây giao cho an lương lễ tân xe tài xế lễ nghi huấn luyện phi thường đúng lúc, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp tiếp xúc nữ khách. Nếu như trực tiếp đem mua sắm túi giao cho nữ khách, vạn nhất có biến thái lễ tân xe tài xế nhân cơ hội chấm mút đâu. Ở hai luxury trong lĩnh vực, những chi tiết này đều làm xong rồi nên làm đến cực hạn, do đó cam đoan hai luxury hưởng thụ thư thái.